cầm nó mũi xong tới đồng đó đây.
liễn, nhã tấm liễn. Mong muốn ở nhà là tới là lúc mà mang qua thùng xong thì sẽ có nhã một tấm liễn, là tấm liễn sẽ treo trong nhà. Lân ăn quýt nữa, Lân ăn quýt để một dĩa quýt, Lân một sách sẽ sắp chữ ở trong cái, nó xé miếng quýt ra, xé từng nước từng múa rồi nó sắp chữ để trong một cái mâm, rồi cái mâm nó sẽ để ngay bàn thờ mình vậy. Được chứ. Được. Dễ lắm. Đó có 13 ha. Nó sắp chữ với lại sắp cái hình cái đồng tiền kim tiền á. Năm nào là múa ngay cái nhà của ông Xuyền là phải bắt 13 múa sắp cái chữ đó. Hạp với 13 với lại làm ăn được. Năm nào cũng